Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 4, biểu thức có chứa một chữ. Bài số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Giá trị của biểu thức 1896 nhân cho m với m bằng 7 là. Như vậy là m bằng 7 thì thay vô đây. Như vậy thực ra thì chúng ta sẽ là lấy số này ta nhân cho 7. Vậy thì chúng ta kết quả bằng bao nhiêu rồi? 6 nhân 7 là bằng 42. À, 42 viết 2 ta nhớ 4. Như vậy tặng cùng là con số 2 mà đây là con số 7, và số 7 là coi như là cấp đáp án C và D là sai. Chỉ còn là A và B. Đó. Như vậy là A và B thì mới đúng thôi. Như vậy chúng ta phải tiếp tục nữa. 6 nhân 7 là 42, viết 2 ta nhớ 4. 9 nhân 7 là 63. 63 với 4 là 3 với 4 là 7, như là tặng cộng là con tiếp theo là con số 7, như là đây là con số 7. Đây là số 2 là sai. Được. Như vậy chúng ta chỉ nhẩm tới đó là chúng ta đã biết được là cái đáp án nào đúng rồi. Rồi chúng ta nhẩm đầu tiên, con đầu tiên là chúng ta đã loại hai con này rồi. Chúng ta nhẩm con thứ hai nữa là chúng ta loại con này ra, vậy là được là đáp án A, không cần nhân nữa. Như vậy ta cứ việc khoanh ha. Đối với những cái phần trắc nghiệm mấy em nhanh nhạy, mấy em làm nó nhanh lắm nha. Nhiều khi người ta họ cho đáp án có một câu, một câu hai, ví dụ như chỗ này tất cả đáp án à, mà ví dụ như người ta họ cho có một câu hai đây thôi, tặng cùng là hai, còn cái này là người ta họ chẳng hạn như người ta họ cho ba, thì chúng ta lấy 7 chẳng 6 là bằng 42. Như vậy chúng ta tặng cùng giữa tháng câu hai là chúng ta khoanh, chúng ta không cần thiết phải đi nhân tiếp nữa. Bài số 2, tính giá trị của biểu thức 10.000 trừ cho A với A là bằng 999. Như vậy ngay chỗ này thì ta thay số vô, được không? Đây là 10.000 này. Ở trừ cho A mà với A là bằng 999 bằng. Như vậy cái này chúng ta trừ cho 999 là bằng bao nhiêu đây? Cái này là mấy số đây? 5 số này là 3 số. Rồi hai này trừ nhau là được là 9001. Bài B, 19470 chia m mày 10 là người ta cho bằng 6, bằng 19 ta chia cho 6 được 3, 3 6 18, 1 14 là được 2 còn là 2 27, ta chia cho 6, 6 lần 5 là 30, như vậy là 64. 64 là 24, vậy còn 3 30, vậy còn 5. Bài C thì chúng ta ghi lại cái này ha, ta ghi lại cái này ra. 1 3 4 6 ta cộng cho 2 6 9. Ta nhân cho n mà n người ta họ cho là bằng 8, ta thay 8 vô. Vậy là bằng. Như vậy cái này là chúng ta ghi lại. Chúng ta làm phép nhân trước. 7 3 4 6. Ta cộng cho cái này, hai này nhân nhau. Nhân nhau là 9872 với 2 ta nhớ. Nhớ 7. 86 là 48. 8 với lại là 7. 87 là 5. 82 16. 6 với lại 21. Rồi hai này cộng nhau. Hai này cộng nhau chúng ta ghi bằng đây. 8 9 3 4 9. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 3. Bài số 3 này người ta họ cho x là 1, 0, 7 và 9. Thì ngay như thế người ta họ sẽ có hai cái biểu thức. Biểu thức là 359 cộng x và dưới này là 359 nhân x. Người ta đã làm mão cho mình một cái rồi đây. 359 cộng 1 là 360. 359 nhân 1 là 359. Còn đây là 0. 0 thì 3, bất kỳ số nào ta cộng với 0 cũng bằng chính nó. Như vậy là bằng
359 được. 359 ta cộng cho 0 là bằng 359. 359 ta nhân cho 0 là bằng 0. Bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Được. Bài này nhân cho cộng 7, vậy là 359 ta cộng cho 7 bằng 7 cộng 9 là 16, với 6 ta nhớ 1, 6 và 3. Rồi bài này nhân 7, 359 ta nhân cho 7 bằng 97. Số 3, số 3 viết 3 ta nhớ 6, 57, 35, 35 với lại 6 là 41, viết 1 ta nhớ 4, 37, 21, 25, 359 ta cộng cho 9 bằng 99, 18, viết 8 ta nhớ 1, 6, 3. 359 ta nhân cho 9 bằng 9981, viết 1 ta nhớ 8. 9545, 45 5 với 8 là 3, rồi 53, 53 3 ta nhớ 5. 927, 27 7 với 5 là 12, 32. 3. Bài số 4. Với n bằng 4, khoanh vào chữ đặt trước biểu thức có giá trị lớn nhất trong các biểu thức dưới đây. Rồi chúng ta xem, người ta yêu cầu là với n bằng 4, khoanh vào biểu thức có giá trị lớn nhất. Như vậy cái này là ta lấy 4 ta nhân cho cái này. Được. Rồi ta tính là kết quả bằng bao nhiêu. Rồi cái này ta lấy cái này ta chia. Rồi cái này ta trừ này. Như vậy là ta nhân thử xem. Như vậy là bằng luôn ha. Bằng luôn. Nhà là nhân cho 4, 4 5 20 không thì như 2. 4 nhân cho 9 là 36, 36 với 2 là 38, với 8 thì như như 3. 5 40, 43. Cái chỗ này thì nhầm tí xíu là 4 chứ phải là 5, mới nãy là mình lấy là 5, 5 nhân nhầm. Rồi số này chúng ta sẽ chia 4. Chia 4 nó được kết quả là bằng là 3 4 2 và 0. Rồi cái này chúng ta trừ 4. Trừ 4 là bằng bao nhiêu đây? 11 ta trừ cho 4 là được 7. 7 trả 1 và còn lại 1. 3 4 1 7. Rồi như vậy chúng ta có đáp án là 3580 và bài này là 3420. Bài này là 3417. Rồi số nào lớn nhất đây? Đây. 35. 35 34, con này là 34. À. Bài số 5. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức 8 nhân với tổng của hai cái này. Để 8 này ta nhân này với tổng của hai này này, 2 3 6 cộng với lại 1 2 9 đóng ngoặc lại. Rồi như vậy chúng ta sẽ tính cái tổng này trước nha. Bằng 8 chúng ta ghi lại này. Này cộng lại 9, 5, 15, 5 nên nhớ 1. 6 3. Rồi cái hai này nhân nhau. 8, 5, 40. Không nên nhớ 4. 8, 6, 48. 48 với lại 8, 5 là 53. Viết 3 ta nhớ 5. Ủa 8, 5, 40.
không tao nhớ 4 8 6 4 8 4 8 với lại 8 4 là 2 mà. Ủa 2 chứ sao là 3 nhỉ? 2 9 9 2 29. Rồi, nhân riết ra nhân chút nó loạn bộ nhớ luôn. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh cho thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.